Kính thưa đại chúng, kiếp người chỉ bằng cái hơi thở, thở ra rồi thở vào. Đức Phật nói hễ thở ra mà nó không thở vào thì sao thưa chư vị? Thở ra mà không thở vào thì chết. Chết là sao thưa chư vị? Chết là sao? Tức là nguyên cái thân này vứt bỏ, nó không có ý nghĩa gì hết. Cái thân này còn vứt bỏ thì còn có cái gì quan trọng không quý vị? Còn gì quan trọng không? Quý vị có nghe trong Kinh Pháp Cú, ông sư mà đệ tử của Đức Phật á, trong Kinh Pháp Cú á, mê cái áo cà sa mà chưa được mặc thôi, chết lập tức đầu thai làm con rận bò trong áo cà sa. Đệ tử Đức Phật xuất gia cạo đầu, phước lớn vô cùng, mà chỉ vì mê cái áo cà sa thôi, mà khi chết đầu thai làm con rận bò trong áo cà sa 7 ngày. Tu cỡ chúng ta ăn thua gì phải không quý vị? Các ngài tu gần Phật, nắm sát Phật mà còn bị làm con rận. Còn mình nào, chồng tôi, vợ tôi, nhà tôi, cửa tôi, con tôi, tiền tôi, nhưng không ai thấy cái khổ của tôi. Cái khổ của tôi là gì? Sau khi chết rồi 1 tỷ kiếp làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột, làm bò cạp 1 tỷ kiếp nữa, nhưng không có sợ. Cái quan trọng là 1 tỷ kiếp nữa làm chó, làm mèo thì không sợ. Tại sao ta sống kỳ cục vậy? Ở đây toàn là những người xinh đẹp không phải không nè. Ở đây ai cũng xinh đẹp hết á. Trẻ thì đẹp theo kiểu trẻ, mà già thì đẹp theo kiểu già. Già đẹp lão phải không? Trẻ thì xinh đẹp không? Không đẹp sao không xả lấy? Tức là chúng ta sống bằng cái gì nè? Chúng ta không sống bằng sự thật. Ta sống theo cái kiểu mà sống theo cảm giác. Tôi tưởng là như vậy, và tôi sống là như vậy. Tại vì Pháp Phật á, không phải nằm trong kinh điển. Pháp Phật không có nằm trong kinh điển. Pháp Phật không nằm trong chùa. Quý vị đọc hết đi, Tam Tạng Kinh Điển đều nói. Tu cái gì? Tu kinh, tu chùa hả? Không. Đức Phật nói tu tâm. Tu tâm. Tâm nằm đâu? Nằm ngay nơi cái thân này nè, cái thân thức xấu này nè. Cái thân ham ăn, ham ngủ, ham cãi cọ. Cái thân này này, cái thân nó đầy tham sân si, tu cái tham sân si ngay cái thân này thì là chứng đắc, là giải thoát. Quý vị hỏi sư đi. Sư có nhắm sư giải thoát không? Chưa chắc. Nhưng mà sư biết sợ. Quý vị không biết sợ. Quý vị nào vợ, nào chồng, nào con, nào nhà, nào cửa, nào đủ thứ. Còn sư sợ lắm. Sư sợ kiếp sau làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột, bọ cạp. Thành thử sư ráng sư tu. Trong từng giờ, từng giây đều tu. Không có dám, không dám buông. Tại sợ quá chứ không có gì hết á. Quý vị giỏi hơn sư nhiều. Quý vị đâu có sợ. Phải không quý vị? Đây nè, có ai sợ đâu. Có nhiều người nói sư nói... con tu mà tu dở kiếp sau nó cũng thành con bọ cạp. Tại vì kiếp này con ưa châm chọc người ta. Con thấy con ghét quá, con chịu không được, con phải châm chọc. Vậy thì chắc chắn là kiếp sau con làm con bọ cạp rồi. Giờ có tu nó cũng làm con bọ cạp. Mình nó có 3 loại. Hôm trước sư nói rồi đó. Loại thứ nhất á, là không biết cái sự khổ. Cái thứ nhì á, biết lầm. Khổ mà tưởng là sướng. Và cái loại thứ ba là cứng đầu. Biết rõ ràng là khổ, nhưng mà nhất định, nhất định ngoan cố. Đấy, nó có 3 loại, chứ không phải nó có 1 loại. Sư sẽ nói sơ sơ, nhắc lại. Rồi chúng ta cùng thảo luận. Tại vì cái sự thảo luận tức là nó mới đưa tới vỡ lẽ vấn đề và mới có thể hiểu được.
cái quy cách giảng á, mà từ xưa tới giờ đó, một ông sư giảng rồi các đệ tử ngồi nghe rồi vỗ tay hay là rớt nước mắt xong nó cái về quên, tham sân si còn y nguyên, điều đó không có hiệu quả, không dẫn tới sự giải thoát. Ông sư không là cái gì hết, ông chỉ là người đi trước thôi. Đức Phật mới là người chứng đắc. Đấy. Nào, thế thì bây giờ chúng ta ôn lại bài rồi chúng ta thảo luận. Đức Phật ví năm người mù đi xem voi. Tùy theo cái phần nào người đó sờ vào, tức là cảm giác, để rồi người đó mô tả con voi theo cái cảm giác của người đó. Người mù nhưng mà sờ vào tai thì nói con voi giống như cái quạt. Người khác sờ vào chân thì nói con voi giống như cái cột nhà. Người khác sờ vào vòi thì nói con voi giống con đĩa. Và người khác nữa sờ vào cái đuôi thì nói con voi nó giống cái chỗ chả. Năm cái người mù này tượng trưng cho năm cái giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Con mắt nó chỉ thấy chứ nó không ngửi được. Có ai có con mắt ngửi được không quý vị? Cái mũi nó chỉ ngửi được chứ không thấy. Cái lỗ tai nó chỉ nghe được chứ nó không ngửi được. Và cái lưỡi nó nếm được mùi vị chứ cái lưỡi nó không thấy. Năm giác quan này đều mù vì nó chạy theo những cảm xúc rung động riêng của nó. Cái lỗ tai mà khi có người nào chửi mình thì mình cảm thấy khó chịu. Người nào khen mình cảm thấy sung sướng. Cái lỗ tai nó có việc riêng của nó, nghe âm thanh thôi. Cái lưỡi á, nó không thể nào mà nó thay thế cái lỗ tai được. Cái lưỡi nó không nghe dùng được. Cho nên năm cảm giác này đứng riêng rẽ sẽ mô tả con voi khác nhau, tức là sự thật. Sự thật là con voi. Nhưng năm cái giác quan nó đánh lừa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đánh lừa vì nó không có cái chức năng nhìn tổng quát được sự thật. Tới đây quý vị rõ chưa? Rồi bây giờ bức hình gì đây? Cái gì đây? Có vị nào mới vào đó nói sư nghe coi cái gì đây? Dạ, mô Phật. Dạ, đây là sắc pháp. Sắc pháp cái gì? Nói cái gì lung tung vậy? Không, cái đó là vẽ vời, không là lý thuyết thôi. Cái gì thực tế nè? Cuộc sống là thực tế mà, đừng có nói cái gì lung tung, nói gì trên trời á, nói ngay cái mình thấy đây này, bằng con mắt nè. Đây, nó là quả chanh, nó là những lá chanh, đó là cái mình thấy. Thấy bằng mắt phải không? Rồi, tốt quá. Đấy, cảm giác. Đấy. Cái chỗ này mới là cái chỗ tu nè. Chỗ này mới là chỗ giải thoát sanh tử luân hồi nè. Phật nói nè. Cảm giác. Rất tốt. Xà thủ, xà thủ, xà thủ. Tán thán. Cái gì đây? Cái gì đây? Nào, bây giờ so sánh hai bức hình này. Tại sao nhìn cái này biết ngay nó là chân? Tại sao quý vị nhìn cái này quý vị biết ngay là chân? Dạ thưa sư, cái hình này chỉ có một loại.
Chính xác, chính xác, chính xác, chính xác. Nó chỉ có một thứ thôi, là chân. Và hễ nhìn thấy chân thì người ta có cảm giác là chua, phải không? Nhưng tấm hình thứ nhì, cái gì đập vào mắt ta trước? Đúng rồi, cái tô to. Tại sao mà ta cái tô to mà ta chú ý tới trước? Tại vì nó thấy nó ngon lành quá, phải không? Cảm giác là nó ngon lành. Cũng có cái miếng chân nhỏ chút xíu đó mà ta không để ý tới, ta để ý tới cái tô trước, phải không? Mà khi nó đứng một mình thì ta thấy liền. Khi cái khổ mà đứng mình thì ta thấy liền. Khi lúc nào quý vị bệnh, già hoặc là sắp chết, thấy cái khổ, thấy liền. Phải không thưa chư vị? Nhưng mà khi cái khổ là miếng chanh á, mà nó nằm trong cái bối cảnh đầy dục lạc, ta không thấy. Tiền, tình, danh vọng, tức là cảm giác đánh lừa, ta không thấy cái miếng chanh. Đầu tiên là ta thấy tô hủ tiếu, tức là ta thấy tiền, tài, nhà, cửa, tình yêu. Ta không thấy cái khổ. Nhưng mà trong những cái thứ này á, cái khổ nó nằm á, nhỏ chút xíu ta không thấy. Tại vì ta lo cảm giác dục lạc, ta thích tô hủ tiếu. Cái cảm giác nó đánh lừa mà. Cho nên ta không thấy cái sự khổ. Mặc dù cái sự khổ nó sờ sờ đó. Bao nhiêu người nhìn thấy được cái miếng chanh trước cái tô hủ tiếu? Chắc chắn là không luôn. Sư thấy là tại vì sư làm. Sư vẽ ra cái hình này, sư ghép thì thành thử sư thấy. Chứ mà sư như quý vị thì sư cũng giống như quý vị thôi. Sư cũng bị con mắt nó đánh lừa ngay. Nhìn thấy tô hủ tiếu chứ sao nhìn thấy cái miếng chanh. Sư cũng giỏi gì hơn quý vị. Chẳng qua là tại vì sư làm cái bài học để dạy thì sư phải biết. Có nghĩa là sư đi trước quý vị chút xíu thôi, có nửa bước thôi, chứ cũng chẳng giỏi gì đâu. Cho nên sư biết rằng trong cái cảm giác dục lạc ấy, sự khổ nó nằm chình hình đấy mà mình không thấy. Miếng chanh đấy nằm đấy mà mình không thấy. Nhưng khi nó đứng một mình á, người ta thấy liền. Già, bệnh, đang nằm trong bệnh viện, khổ quá, sắp chết. Bây giờ bác sĩ nói COVID cứu không được, máu sắp đông rồi, khổ quá. Lúc bây giờ biết à, biết khổ thôi. Lúc bây giờ không nhớ cái gì hết á, chỉ nhớ tới cái khổ. Nhưng mà đời sống hàng ngày, tiền, danh, quyền, hơn thua, tám ngọn gió đời, được mất thì không thấy cái khổ. Ở đây phụ nữ nhiều, có 3-4 người đàn ông à. Mà lớn rồi thì chúng ta phải học, chúng ta phải học tới nơi tới chốn nó mới lãnh hội. Cho nên có những chuyện mình phải nói thật nhé, thông cảm. Hai đứa bé này đó, cái đứa bé bên tay phải á, nó lo nó nhìn cái gì của đứa bé kia, còn đứa bé kia thì lại đi nhìn chỗ khác. Ngay từ lúc còn nhỏ mới sinh ra, bé chút xíu, chúng ta đã ưa đi soi mói chuyện người khác, đưa nhìn chỗ khác chứ không bao giờ nhìn trong cái tâm của mình. Không nhìn cái của mình, nó đi nhìn cái của người khác mà. Tức là nhìn cảnh đó. Tại sao người ta có nhà? Tại sao ta có vợ ta dễ thương? Tại sao ta có tiền nhiều? Mà không nhìn tới cái mình.
Tức là không bao giờ nhìn thấy là tại vì mình phước đức mình không có, kiếp trước mình không có bố thí, kiếp này mình nghèo. Không bao giờ nghĩ vậy. Mà chỉ nghĩ sau đó tại sao cái bà đó ăn nói dâm dâm dẳng mà chồng cưng, mình ăn nói ngọt ngào mà chồng ghét. Không bao giờ nghĩ tới oan trái. Không bao giờ nghĩ tới tại sao mình sống như thế nào để mà chồng nó ghét mình. Mà chỉ nghĩ tới chuyện người ta mà, tức là đi soi mói chuyện người khác. Ngay từ nhỏ bản chất nó đã là như vậy rồi. Rồi cái gì đây? Lớn lên thì cái chuyện nam nữ. Có vì chuyện nam nữ bỏ cha bỏ mẹ. Đàn ông thì bỏ cha bỏ mẹ theo vợ, đàn đàn bà thì bỏ cha bỏ mẹ theo chồng. Ai nuôi mình lớn? Thì mình sẵn sàng chia tay. Nhưng mà trên thực chất cái vấn đề nam nữ nó là gì? Cảm xúc. Nó có cảm giác. Nếu không có cảm giác có lấy nhau không? Không. Cảm giác thích quá mới lấy chứ. Ông thích bà thích ông mới lấy nhau chứ. Nếu không có cảm giác đâu có lấy. Cảm giác có trường tồn không? Chưa lấy nhau. Dẫn đi ăn hủ tiếu, dẫn đi xem cine. Cảm giác nó khác chứ phải không? Cưới được rồi, sống với nhau 1 năm, 2 năm. Nó còn giống như là cái hồi mà chưa cưới không? Rồi cưới nhau xong á, 5, 3 năm, có 3, 4 đứa con. Rồi cảm giác nó làm sao? Nó còn như là cái hồi mới cưới không? Ngày mới cưới không? Đó là chưa nói tới cuộc đời là vô thường. Nếu một người phối ngẫu bị bệnh, nằm liệt giường 15 năm, tiêu tiểu tại chỗ, tiêu tiểu tại chỗ, nằm đó 15 năm, và người phối ngẫu còn lại phải tắm rửa tiêu tiểu bón cơm 15 năm. 2, 3 năm đầu thì ráng, mong sao cho ổng sống, cho bà sống cho khỏe để mình gặp lại, sống lại. Mà tới năm thứ sáu thứ bảy là bắt đầu mệt mỏi rồi. Mà tới năm thứ 10 á, mà người đó vẫn còn sống mà mình vẫn phải tắm rửa, mà nó mất mê man, nó không biết là cái gì hết á. Nó không biết chồng, không biết vợ. Đút cho nó ăn thôi. Tình trạng nó xảy ra rất nhiều. Thế thì người phối ngẫu còn lại sẽ nghĩ cái gì? Sư gặp nhiều rồi. Có nhiều ông nhiều bà lên gặp với sư, nói sư ơi, chồng con nó như thế này này, 10 năm rồi khổ quá. Sư làm ơn cầu nguyện cho ông đi luôn đi. 10 năm rồi con tiêu tiểu rửa, tắm rửa cho ông ăn mà ông không biết con là ai hết á, con khổ quá. Thế thì ta lấy nhau vì tình thương hay ta lấy nhau vì cái gì? Mà nếu người bạn đời của mình á, bị tai nạn cái là lập tức đi lên nhờ ông sư ông cầu nguyện sao cho ông chết đi cho rồi. 10 năm khổ quá. Nói xin lỗi rửa đít cho ông không cũng khổ nữa. 10 năm trời. Chịu gì nổi. Nhưng mà lúc còn trẻ mới gặp nhau hăm hở lắm. Và chắc chắn là có nhiều ông cũng nói với nhiều bà rồi. Nó không sanh cùng ngày nhưng mà chết cùng giờ. Anh sẽ bảo bọc cuộc đời em tới chết. Thiệt không? Thiệt không? Nghe sướng quá ha. Rồi bà cũng nói à thôi bây giờ đó à, chúng ta đã sống với nhau á, em theo anh tới trọn đời. Nhưng mà ông nằm đó 10 năm tiêu tiểu tại chỗ mà thần kinh mất luôn, không còn nhận biết là đã ăn hay chưa, cũng chẳng biết vợ là ai. Đã có nhiều bà lên gặp sư rồi.
và nói: sư ơi, con cúng dường cho sư ít tiền, sư làm ơn cầu nguyện cho chồng con nó đi cho rồi. Tức là không muốn ông sống nữa. Sao lạ vậy? Cái tình thương nó thay đổi à? Phải không quý vị? Tức là ta vô minh, ta không thấy rằng ta sống trong cảm giác. Ta không sống thật. Không sống thật với chính ta. Đây. Gì đây? Hấp dẫn quá phải không quý vị? Mấy người đàn ông nè, mấy chị đàn bà nè, dòm nè, nhìn phía đằng sau rồi nghĩ tới đằng trước phải không? Nhìn đằng sau rồi nghĩ tới đằng trước, nhìn bên dưới nghĩ tới bên trên. Tưởng tượng. Tức là trong cuộc sống chúng ta sống tưởng tri, sống bằng sự tưởng tượng nhiều hơn. Tưởng tượng cuộc đời là màu hồng. Tưởng tượng là cái gì nó cũng quý, tưởng tượng là cái gì nó cũng bền vững. Tưởng tượng không à, phải không? Đấy, nam nữ nhìn thấy hai con chó này, cho đực cho cái đó, rồi quan sát là những hành vi trong cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt nam nữ, vợ chồng có khác gì không? Có nhiều bà lên nói: con đi làm về con bệnh quá con chịu không nổi, mà ông xã con cũng cứ đòi đòi đòi. Nó giống như này nè, tức là để thỏa mãn những cảm giác, thực sự không có tình yêu, không có thương, thỏa mãn cảm giác. Trong cảm giác đó có tiền, có tình, có sắc. Không có ông nào mà đi lấy một cái người đàn bà đó mà nó cùi hay nó què. Không phải lấy người đẹp, giàu, thông minh. Đàn ông cũng thế, đàn bà cũng thế. Tức là ta có sự chọn lựa, có cái giá cả trong cuộc sống. Thực sự ta có thuần túy là ta sống thật không, yêu thương không? Đấy, lỡ có một người bị thì sao? Thực chất của con người nè, ruột gan phèo phổi đờm rãi, máu mủ phân nước tiểu, nó là một cái thùng phân di động biết đi. Cái thùng phân di động biết đi, không có gì quý giá đó, toàn đờm rãi phân nước tiểu máu mủ không à. Đấy, đờm rãi phân máu mủ nước tiểu có cái gì gọi là quý? Nhưng mà ta sống vì cảm giác. Ta quen rồi, lia thia quen chậu mà vợ chồng quen hơi. Ta quen cái thứ đó rồi. Ta không bỏ được. Tức là ta chìm đắm trong cảm xúc dục lạc. Cảm giác thôi. Còn bản chất thực đó là vậy nè. Đờm rãi phân nước tiểu. Cuối cùng là đây. Và Đức Phật dạy có ba điều. Thứ nhất, ai cũng phải chết. Không ai không chết. Thứ nhì, chết không biết lúc nào. Thở ra mà không thở vào thì là chết. Mà chết rồi á, nó còn tệ hơn này nữa. Và Đức Phật dạy, khi chết, cái thân này còn bỏ, thì đừng nói chuyện tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, chồng con. Chỉ có cái nghiệp nó đi theo ta thôi. Nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Đấy, ở bên Tây Tạng á, khi ta chết á, nó gọi là điểu táng. Đem người chết lên á, cho chim nó ăn. Nó chim nó rỉa hết thịt. Còn lại bộ xương đấy. Rồi người ta mới đem bộ xương đi, người ta thiêu. Tại vì ấy, người ta quan niệm đem chôn nó uổng. Nó đem cái xác đi cho mấy con chim nó ăn, nó còn, nó cũng là sinh vật, nó cũng cần thức ăn. Đằng nào cũng chết rồi.
cho nó ăn hết đi, xong rồi cái bắt đầu người ta mới lấy cái xương người ta đem đi thiêu. Và đây là những cái kết cục của chúng ta, có ai thoát ra khỏi cái này không? Không ai, không ai thoát, chúng sinh đều phải chết. Ông Phật cũng còn chết nữa mà, phải không quý vị? Nếu không có thì ngài sống tới giờ rồi ông phải chết. Mà khi chết rồi chúng ta thế đấy. Nhưng tại sao ta không thấy những cái này? Giống như ta không thấy cái miếng chanh ở trong cái tô hủ tiếu á. Ta chỉ thấy tô hủ tiếu thôi. Ta chỉ thấy tiền, tình, danh, nhà cửa, cảm giác. Tại vì những thứ đó nó tạo cho ta những cảm giác an toàn, cảm giác sung sướng. Bây giờ sư cho quý vị nè, mấy bà đây đông nè, sư cho thí dụ, quý vị sẽ nhận biết liền. Có ba người đàn ông lại ôm quý vị. Ba người đàn ông lại ôm quý vị. Từng người một nha. Người thứ nhất là cha. Cha lại ôm mình. Quý vị cảm giác làm sao? Người thứ nhất là cha, cha ruột mình. Ông lại ông ôm mình. Ông hôn, ông nói con gái à. Cảm giác mình sao? Người thứ nhì là con mình, con trai mình. À, năm nay nó cũng lớn rồi, nó 20 tuổi, hay mấy tuổi, nó học đại học, đậu rồi. Nó về, nó gặp mẹ, nó mừng quá, nó ôm mẹ, nó hôn mẹ một cái. Mẹ khỏe không? Cảm giác quý vị như thế nào? Người thứ ba là chồng. Chồng ông đi làm xong về tới nhà, ông ôm hôn mình cái. Cảm giác như thế nào? Thứ nhất là cha. Cũng người đàn ông ấy, cũng cao thước bảy mấy. Người đàn ông lại ôm mình cái. Cha, cảm giác mình sao? Con trai mình, giờ nó lớn rồi, nó cũng thước bảy, thước tám à. Nó ôm mình cái. Cảm giác mình sao? Rồi chồng mình, nó ôm mình cái, cảm giác mình sao? Đừng có nói là chồng tôi mà nó ôm tôi thấy giống như con tôi, nó ôm tôi. Đừng nói vậy nha, tội nghiệp sư nha. Hằng ngày đó quý vị đều đối diện, đây là sự thật mà. Con mình nó ôm mình, chồng mình ôm mình, cha mình ôm mình, hoặc là ông nội, ông ôm mình. Và phải nhận diện được cảm giác ấy. Nếu ông nhận diện được cảm giác ấy thì chẳng khác nào quý vị không thấy cái miếng chanh ở trong cái tô tiếu. Và tiếp tục sanh tử luân hồi. Phải thấy được cảm giác. Vì có cảm giác cho nên mới ưa thích, mới có cảm xúc, mới có cảm thọ. Và hễ có thọ thì có ái, và sanh tử ưu bi phiền não. Nếu không hiểu được cảm giác, không nhận diện được cảm giác, không chuyển hóa được cảm giác, coi như chẳng có tu. In kinh bố thí cúng dường được phước thôi. Kiếp sau sung sướng nhưng mà chưa chắc được làm con người để sung sướng. Con chó mà nếu nó sinh ra ở bên Mỹ nó cũng sung sướng vậy quý vị. Ai làm việc phước thiện bằng lương võ đế, xây 82 kiển chùa, in cả 100.000 quyển kinh, cúng dường cả 100.000 tăng ni, khi chết đầu thai làm con rắn. Quý vị xây 82 kiển chùa chưa? Mà Đức Phật nói tu á, là tu cái thân tâm này nè. Ngoài thân tâm không có gì để tu hết á. Mà trong thân tâm nó chỉ có tham sân si thôi. Chồng mình ôm cái mình có cảm giác sao? Thích phải không? Thích tức là tham. Mà nếu ông hàng xóm cũng là ôm mình thì sao? Mình ghét phải không? Ghét tức là sân. Tham sân, sân tham liên tục.
Rồi chồng mình á, mà nếu mình đi ra ngoài đường á, tình cờ mình đi đằng sau mình thấy đằng trước chồng mình á, có một cái cô nào đó có ôm eo ếch chồng mình, ổng ôm ngang hông chồng mình, nó đi song song, mình có sân không? Có, ghét tức là sân. Mà cứ tham sân thì sanh tử luân hồi, mà quên rằng cuối cùng mình chỉ là những bộ xương khô chờ chết. Và ngay bây giờ nó chỉ là cái thùng phân di động biết đi thôi, nó thúi hình à, nó không có tốt lành gì hết á. Cái thân nó đã thúi rồi mà đòi thêm cái thùng phân nữa, thúi nữa, hai cái nó thúi cỡ nào. Nhưng không chấp nhận sự thật. Tại sao? Tại vì bị năm cái giác quan nó đánh lừa. Năm giác quan nó mắt tai mũi lưỡi nó đánh lừa. Năm cái giác quan nó Phật dạy á, nó đánh lừa. Và cuối cùng á, Đức Phật nói như thế này: Này các chư tỳ khưu, một chúng sanh, Đức Phật nói một chúng sanh nữa đó, tức là một cá thể như chúng ta đó, nếu lấy máu và nước mắt trong vô lượng kiếp của chúng ta, một người thôi, đổ xuống bốn biển chứa cũng không hết. Mà nếu lấy xương của chúng ta từ trong vô lượng kiếp chất lên núi, núi Tu Di cũng không có cao bằng. Tức là chúng ta đã sanh ra, đã chết, đã sanh, đã chết, đã sanh, đã chết, không biết bao nhiêu kiếp. Hết làm chó, mèo, rắn, chuột, bọ cạp, cho tới làm người khổ lắm. Không có con nào mà sướng hết ạ. Có con nào ngoài cái định luật đó không? Con chó, mèo, rắn, chuột nó cũng ăn. Phải không? Con nào không ăn không? Con gián nó cũng ăn, con kiến nó cũng ăn. Ngủ, con nào nó cũng ngủ. Con kiến nó ngủ không quý vị? Có. Quý vị thấy con kiến ngủ chưa? Sư thấy rồi. Ngủ ngon lành lắm. Mình theo dõi mình thấy. Rắn nó không ngủ. Dĩ nhiên con người thì ngủ rồi. Quý vị biết rồi. Hai cái chính là ăn ngủ. Và cái thứ ba nữa là sex, tức là nam nữ. Chó, mèo, rắn, chuột, bọ cạp nó cũng nam nữ. Con người cũng nam nữ. Cái đó là cái gì? Cảm giác. Ba thứ đó, ăn, ngủ và sex, là cảm giác. Ăn thì phải ăn nhà hàng nào, ăn thức ăn gì. Mặc dù biết rằng là nhà hàng 5 sao hay nhà hàng 1 sao, khi tôi đi toilet thì cái cục phân nó cũng thúi như nhau, bằng nhau. Nhưng bày đặt ráng đi làm kiếm tiền, ăn nhà hàng 5 sao cho ngon. Tưởng gì ra cục phân nó cũng thúi à. Chứ phải cục phân mà nhà hàng 5 sao nó thơm hơn cục phân nhà hàng 1 sao đâu. Nhưng ta vất vả, bươn chải, tạo những nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, đi nói dối, lường gạt, sát sanh, trộm cắp đủ mọi thứ, để kiếm tiền, để ăn nhà hàng 5 sao, để tạo nghiệp, để rồi sanh vào trong cảnh khổ. Như vậy ta bị cảm giác nó đánh lừa chứ. Năm năm cái đánh lừa, mắt tai mũi lưỡi đánh lừa. Ăn nhà hàng 5 sao thì cà rốt cũng thế, nhà hàng 1 sao thì cà rốt cũng thế. Cà rốt mà nó nấu cà ri á, nhà hàng 1 sao nó có 50 ngàn à, mà nhà hàng 5 sao thì 500 ngàn. Nhưng mà hãnh diện lắm, nói với bạn bè tao đi ăn nhà hàng 5 sao cà ri ngon. Ra cục phân nó giống nhau chứ. Tại sao mình phải vất vả đi kiếm tiền để ăn cái 5 sao, để rồi cuối cùng cà rốt là cà rốt, các chất dinh dưỡng giống nhau, và cuối cùng cục phân giống nhau. Như vậy ta đang bị cảm giác đánh lừa. Quý vị thấy tấm hình này chưa? Thằng bé này nè,
nó có 3-4 tuổi ở bên Mỹ. Câu chuyện này rất là nổi tiếng. Nó đang cầm cái gì? Nó cầm củ hành tây á, củ hành tây. Nó ăn củ hành tây nước mắt ràn rụa. Đó, nó ăn củ hành tây nước mắt ràn rụa. Mẹ nó bảo nó: "Con ơi, củ hành tây mày ăn á, mày nước mắt mày sẽ ràn rụa." Quý vị biết nó nói gì sao không? "Nó mami, đây là trái táo, không phải củ củ hành tây." Mẹ nó cãi, cản cách nào cũng không được. Cho nên bà dạy cho nó bài học. Bà nói: "Thôi mẹ ăn đi." Và nó ăn. Và nó muốn chứng tỏ cho bà mẹ biết rằng nó đúng. Nó cố nó nhai cái trái hành đó. Nước mắt ràn rụa. Nhưng muốn chứng tỏ cho mẹ biết rằng đây là trái táo. Con đúng, mẹ sai. Nước mắt nó ràn rụa đấy. Chúng ta phải chăng cũng giống như đứa bé này? Đức Phật bảo khổ. Yêu là khổ, tiền là khổ, nghiệp là khổ. Tham muốn là khổ, cảm giác là khổ, dục lạc là khổ. Sinh tử luân hồi kiếp sau làm chó, làm mèo, rắn, chuột 1 tỷ kiếp. Nhưng thưa chư vị, Phật nói với ta đâu có nghe. Cũng như đứa bé này đâu có nghe mẹ nó. Nó nhất định nó phải ăn cái trái, ăn cái củ hành tây. Chúng ta phải nhai cái khổ. Phải có chồng, có vợ, có tiền, có bạc, có danh, dính mắc đủ mọi thứ. Hơn thua đủ mọi thứ. Tôi phải làm để tôi có đi chiếc xe Mercedes. Xe Toyota tôi không chịu. Xe hai bánh thì tôi cũng phải đi cái loại xe mắc tiền. Loại xe dở tôi không thích. Mặc dù từ điểm A tới điểm B thì nó cũng chạy có bấy nhiêu thôi. Mà ở trong thành phố nó không thể nào chạy tới 8-90 cây số, công an nó bắt liền. Nhưng nó vẫn thích cái loại xe tốt. Phật nói khổ đấy con. Chúng sanh nói không. Đây là trái táo chứ không phải củ hành. Mẹ nó bảo đây là củ hành. Đức Phật nói khổ. Chúng sanh nói không, sướng sướng sướng. Nói có được đâu. Nó nhất quyết nó ăn mà. Ngoan cố cương quyết. Cương quyết ăn. Phải chăng chúng ta cũng như vậy? Là cư sĩ, chồng tôi, vợ tôi, nhà tôi, tiền tôi, là tu sĩ, thầy tôi, chùa tôi, kinh của tôi, rồi tới chừng lạy Phật, ông Phật đó của tôi. Sư chứng kiến nhiều lắm à. Có nhiều Phật tử ạ, đem trái cây lên cúng Phật á, đẩy cái trái cây của người ta qua một bên để có chỗ trống ngay chính giữa trước mặt Phật á, bày cái đĩa của mình để lên trước mặt Phật để nói với Phật: "Phật ơi, đây con cúng Phật này." Mà đó là tượng Phật chứ có phải Phật thiệt đâu. Tại sao ta làm vậy? Vì cảm giác đó là ông Phật thiệt. Ông Phật nói: "Dẫu là các ngươi có cạo đầu, đắp y, quỳ sát kế bên Như Lai mà không dẹp bỏ được tham sân si thì cách xa Như Lai ngàn trùng." Tức là dẫu là ta có mặc đắp y cạo đầu chăng nữa, mà nếu ta không dẹp bỏ được tham sân si thì ta xa Phật lắm. Quý vị có hiểu không? Tức là ta sống trong cảm giác không à? Ta bị năm căn nó đánh lừa. Đây chùa tôi, thầy tôi, quyển kinh của tôi, ông Phật của tôi. Sư đã thấy nhiều Phật tử bạn bè với nhau, nó rủ đi chùa khác cái cãi lộn với nhau. Tại sao mình không về chùa chùa của mình
tại sao phải đi chùa khác? Đấy, có cái gì của mình đâu, cái thân này cũng là thùng phân biết đi, sanh tử luân hồi. Tại sao ta làm như vậy, hành xử như vậy? Thưa chư vị, tại vì cảm giác đánh lừa, mắt tai mũi lưỡi đánh lừa. Trong kinh á, có đoạn này rất là hay. Ngài Ca Diếp đi khất thực, có một bà lão bị bệnh phong cùi á, bà cúng dường cái bát cháo, vô tình bà làm rớt cái ngón tay bị bệnh vào bát cháo. Ngài Ca Diếp ăn luôn. Thế thì quý vị cảm giác như thế nào khi mà có người ta cùi, ta lại gần quý vị? Khi có người cùi lại gần quý vị có dám ôm người ta không? Bây giờ không nói đâu xa, nói chồng mình nè, ở đây phụ nữ nhiều, xin lỗi mấy ông nha, để cho sư nói phụ nữ, tại phụ nữ chiếm tới 90% rồi, mấy ông là thiểu số, mấy ông thông cảm nha. Nhưng mà mấy ông cứ tưởng tượng biết, chồng mình nè, sống chung với nhau 20-30 năm, ôm ấp đêm ôm, ngày ôm, rồi tới một cái tuổi đó tự nhiên ông phát phát bệnh, ông bị phát bệnh cùi, lỡ lói tùm lum hết à. Bác sĩ nói lại gần nó lây. Quý vị dám ôm ổng tối nằm ngủ nữa không? Cảm giác đấy. Cảm giác. Ta sống vì cảm giác, ta bị cảm giác đánh lừa. Rồi nếu ổng bị bệnh gì đó, ổng nằm 10 năm một chỗ, tiêu tiểu tại một chỗ, mất thần kinh, không còn biết vợ mình, không còn biết là ăn hay chưa. Mà tối ngày quý vị cứ phải tắm rửa, bón cơm, rửa đít 10 năm. Thì tới năm thứ 10 chắc chắn sẽ lên gặp cái ông sư, nói thôi sư ơi, sư làm ơn cúng cho ông con, ông đi cho rồi. Phải không thưa chư vị? Ta phải hiểu cảm giác đang đánh lừa ta, thì ta mới sống thực được, ta mới sống cuộc đời có giá trị. Khoan nói chuyện giải thoát, sống thực cái đã. Còn bây giờ ta sống theo cảm giác không à, ta đâu có sống theo thực. Hôm trước sư yêu cầu quý vị viết lại cảm giác của quý vị. Nãy giờ quý vị xem bao nhiêu cái slide viết lại cảm giác từng cái. Nếu không viết được hết thì viết một cái mà là mình thích mình chọn cũng được. Rồi trong những cái bài học như vậy, sự cảm giác nó thay đổi như thế nào? Nói cho sư nghe, nói cho sư nghe, thì sư mới có thể giải quyết cho quý vị, mới chỉ cho quý vị. Ở đây sư thấy phụ nữ mà trẻ trẻ đẹp không à? Người nào cũng đẹp. Không tin quý vị hỏi ông xã coi. Chút xíu nữa nghỉ xong cái lại hỏi ông, em đẹp không? Chắc chắn là ông nói em đẹp hơn tiên. Phải không quý vị? Ai cũng đẹp hết. Nhưng cái đẹp nơi khuôn mặt, nơi cái hình dáng, nó là vô thường, Đức Phật dạy. Một chút xíu nữa có thể nó bị Covid. Một chút xíu nữa có thể nó bị méo mặt. Chút xíu nữa có thể nó trúng bệnh cùi. Liệu khi mà mình bị Covid thì bị bệnh cùi, cái ông xã mình, ông còn dám ôm mình như bây giờ không? Và khi mình bị Covid rồi mình chết, ông có đi theo mình trên cái đoạn đường sau này không? Con mình nó có đi theo mình không? Tiền có đi theo mình không? Hay là sau khi ta chết rồi chỉ có nghiệp đi theo ta mà thôi? Thưa chư vị, ai cũng phải chết. Và chết không biết lúc nào. Và chết rồi chỉ có nghiệp đi theo ta thôi. Không chồng, không vợ, không nhà, không cửa, không cái gì hết. Thân này còn bỏ lại. Chúng ta đi theo nghiệp,
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, nghiệp dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi, chúng ta vào cái thân này, cõi này. Tại sao quý vị không là người Mỹ mà là người Việt? Tại sao không là con trai mà là con gái? Tại sao mấy ông là nữ mà tại sao là nam? Kính thưa chư vị, nó đều do cái nghiệp hết. Kiếp trước quý vị ưa thích thân nữ, có thể quý vị là người nam ấy chứ, nhưng mà ưa thích cái thân nữ, ưa dòm thân nữ. Ở kiếp này sinh đã làm nữ. Và nhiều khi á, kiếp trước là nam, nhưng mà cái tánh tình á, nhỏ mọn, ích kỷ, soi mói, cho nên giờ nó đầu thai làm nữ. Cảm giác. Ta sống theo cảm giác. Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ, cây lúc sống nghiêng về hướng nào thì khi chết nó sẽ đổ về hướng đó. Nếu khi sống nó đi theo bất thiện thì khi chết nó đi thành bất thiện. Khi sống nó chạy theo cảm xúc thì khi chết nó sẽ đi theo cảm xúc. Bây giờ quý vị ăn, hàng ngày đều ăn 3 bữa. Ngày hôm nay thọ giới rồi thì không ăn buổi tối thôi, chứ còn ngày thường ăn 3 bữa. Có khi nào nhận biết rằng là mình đang ăn không? Cứng biết cứng, mềm biết mềm, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, cay biết cay, khó chịu biết khó chịu, dễ chịu biết dễ chịu. Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ vậy đó. Có khi nào ta thấy được đó không? Hay là ngon cái ta khởi tâm muốn ăn nữa, ăn nhiều. Khởi tâm muốn ăn nữa, ăn nhiều là sao? Là tham. Mà món ăn nào không vừa ý thì ta cố gắng ta nuốt. Là sân. Thôi kệ ông xã ông nấu thì mình ráng mình ăn, con nó nấu mình ráng mình ăn, chứ mà nuốt không trôi. Tức là sân, khó chịu là sân. Cuộc đời chúng ta chỉ có tham sân, ở trong cái miếng ăn nó đã có tham sân rồi. Mà suốt cuộc đời nó chỉ có tham sân nơi miếng ăn không thôi thì làm sao nó không tham sân? Nó không sanh tử luân hồi vào trong cõi khổ vì cảm giác. Chỉ vì cảm giác thôi. Ta phải nhận rõ cái này cái đã. Rồi từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu cảm giác nó có mấy loại. Nó hoạt tác như thế nào. Cái gì sinh ra cảm giác. Ta biết cái nhân, và ta mới chuyển hóa làm sao để có hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại. Sống mà sống an vui hạnh phúc. Sống giải thoát cái đã. Khoa nói chuyện, chết giải thoát. Chết còn lâu. Đây đâu có ai sợ chết đâu, phải không? Đâu có ai nghĩ là mình chết đâu. Cho nên, tại sống cho an vui cái đã. Sống không bị dính mắc. Ai chửi cũng vui, ai khen cũng vui, ăn ngon cũng vui, ăn dở cũng vui, con nó càm ràm cũng vui, chồng lấy vợ bé cũng vui. Ta phải sống cho hạnh phúc cái đã. Vì những cái gì ta sống là những cảm giác ta tạo ra, và những cảm giác ấy đưa tới sự phản ứng. Ta sẽ phản ứng. Thương ghét buồn vui là phản ứng. Mà ta phản ứng thì tạo ra năng lượng đưa xuống gan đa bá và để đi tái sinh. Cho nên ta phải biết cảm giác trước cái đã. Cảm giác về bài học tuần trước và bài học tuần này giống nhau, nhưng mà cảm giác khác phải không? Có phải không? Tại sao vậy? Tại sao? Đó là cái câu hỏi để giải thoát đấy quý vị. Không phải. Tại cái đó tôi biết rồi. Biết rồi cho nên sự phản ứng nơi cảm giác nó thay đổi. Tại sao tôi biết? Tại vì cái thức, tức là thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi đưa vào thọ tưởng hành thức, nó đưa vào trong cái thức ấy.
Nhớ, cái bài học này tôi nhớ rồi. Mẹ cái gì tôi đã biết rồi thì cảm giác nó khác. Nó đánh lừa ta đấy. Năm căn mắt tai mũi lưỡi đánh lừa. Và hàng ngày ta đều ăn ngủ. Và mấy cô còn trẻ này xin lỗi nha. Sex, đó toàn là cảm giác hết. Ba người đàn ông ôm mình. Một người là cha mình. Một người là con mình. Con trai. Một người là chồng mình. Đừng nói cảm giác giống nhau. Đừng nói con trai tôi nó ôm mà tôi tưởng chồng tôi ôm. Hay là chồng tôi ôm tôi tưởng con trai ôm. Nó không phải. Nhanh lắm quý vị. Ba người đứng xếp hàng nó tới. Hết người này ôm rồi tới người kia ôm. Cảm giác mình thay đổi liền ngay lập tức. Ngay lập tức. Phải không thưa chư vị? Nhân cái ngày sinh nhật của mình, ba người đàn ông tới cho ba món quà, đứng xếp hàng. Người đầu tiên là ông nội, ông đưa món quà, ông hôn mình cái trên trán. Cha mình á, cái mình thấy nó khác liền. Cũng sung sướng vậy, nhưng mà cảm giác khác. Rồi con trai mình, nó cũng lại nó ôm mẹ, nó tặng mẹ món quà ngày sinh nhật. Nó hôn mình cái, cảm giác khác thay đổi liền. Đừng có nói là cha tôi cảm giác giống như là con tôi. Không có. Phải không? Nó thay liền. Rồi chồng mình nó ôm nó hôn mình cho mình món quà ngày sinh nhật. Cũng ba người đàn ông đứng chung với nhau. Lần lượt cho ba món quà. Cảm giác thay đổi nhanh lắm. Nhanh trong sát na. Và thưa chư vị, những cảm giác này là đời sống hàng ngày chúng ta đều va chạm. Âm thanh, ánh sáng, mùi vị. Ba thứ đó nó tạo nên những sự rung động. Và chúng ta đều có phản ứng tham sân. Và nó đều ghi nhận hết, cái thức nó ghi nhận. Bằng chứng là cái bài này á, tuần trước quý vị cảm giác khác. Tuần này cảm giác khác. Cũng thế. Ông xã trước khi cưới cũng ổng. Ngày đám cưới cũng ổng. Cưới nhau rồi 20 năm cũng không. Đừng nói với Sương là cảm giác giống nhau. Không có đâu. Phải không quý vị? Rồi khi nào mà ông nằm một chỗ đó, 10 năm sau, ông có nhúc nhích. Tiêu tiểu tắm rửa cho ông. Rồi lên gặp sư, đừng nói cảm giác giống y như hệt ngày mới cưới. Đừng nói vậy. Tức là ta sống không thật. Ta chạy theo cảm xúc, cảm giác. Mà nếu ta sống theo cảm giác, tức là ta sống giả. Ta chỉ là những cái xác ma không hồn đi vất vưởng. Ta phải sống thật cái đã. Sống phải biết rõ. Biết thì mới cho thuốc. Sư chỉ là người bác sĩ à, phải nhìn biết à, khi mình nói như vậy nó nổi sân à, thuốc đúng rồi à, nhưng mà nếu nó không uống thì sao, nó đáng chịu thôi. Có bệnh mà không uống thuốc thì không bao giờ hết. Mà thường thường người ta nói thuốc đắng thì sao quý vị, bệnh mà bệnh trầm kha, bệnh nan y mà đưa thuốc đắng thì sao, thì nó mới hết ha. Bệnh tham đắm nơi cảm xúc dục lạc. Vì những cảm xúc dục lạc nơi âm thanh, ánh sáng, mùi vị. Chỉ có ba thứ đó. Ba thứ đó, âm thanh, ánh sáng, mùi vị. Ngoài ra không có cái gì hết. Nó rung rung rồi ta phản ứng. Và vì ta phản ứng cho nên ta tạo nghiệp. Và tạo nghiệp cho nên tiếp tục sinh tử luân hồi. Thế thì làm sao để ta sống một cách an vui trước cái đã. Khoan nói chuyện chết. Ở đây ai cũng sợ chết hết. Nhiều người đã nhắn tin sư rồi. Nói sư ơi đừng có nói cái chuyện chết. Con sợ lắm. Nhưng mà nó là thực thể. Cái miếng chanh ở trong cái tô hủ tiếu đấy. Người ta thấy tô hủ tiếu. Người ta không thấy miếng chanh. Ta chỉ thấy tôi đẹp. Tôi trẻ. Chồng tôi thương tôi. Đó, tiền tôi. Nhà tôi. Vân 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 vân. Cái gì cũng tôi hết. Ta không thấy cái khổ. Mà Đức Phật nói. Không thấy khổ thì
không chuyển khổ được. Không thấy khổ thì không chuyển khổ. Ở trong tứ diệu đế nó thị khổ, chuyển khổ, chứng khổ. Phải thấy cái khổ rồi mới chuyển nó. Không thấy khổ thì không ai chịu chuyển nó. Quý vị nghe pháp mà quý vị không hành trì, Đức Phật nói ra quý vị biết không? Ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp. Nghe pháp mà không hành trì là ăn trộm pháp. Và nó tạo nên những cái cảm giác bất thiện. Không cung kính với pháp. Mà không cung kính với pháp thì không bao giờ thành tựu. Tất cả kinh điển, tam tạng kinh điển Phật dạy nó chỉ gom lại có cái chỗ này thôi nè. Cảm giác, cảm xúc, cảm thọ. Và vì có cảm thọ sinh ra tham ái. Vẽ có tham ái thì có sinh tử ưu bi phiền não, cứ thế à. Ta phải hiểu cảm giác là gì, bộ mặt thực của nó như thế nào, nó gồm có bao nhiêu loại, nhân của nó là gì, rồi ta mới có thể học được tức cảm xúc, rồi ta mới học được cảm thọ. Ngay trong đời sống hàng ngày làm sao ta chuyển hóa được. Để tạo hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho những người chung quanh. Đạo Phật là đạo thiết thực ngay trong đời sống. Chứ không phải cầu siêu cầu an. Phật còn không cầu siêu cầu an được mà. Chúng sinh đi theo nghiệp. Phật không có thể nào đem quý vị lên Niết Bàn được. Đức Phật nó phải tự quý vị. Bước trên đôi chân quý vị. Cho nên đừng có cầu mong nói Phật ơi cho con lên Niết Bàn. Phật nó không có. Phật không làm được. Phật ơi, Như Lai không giải nghiệp chúng sanh. Đức Phật không có giải nghiệp chúng sanh được. Đức Phật còn không làm được thì không có ông sư nào giỏi hơn ông Phật để mà làm. Mà nếu quý vị tin có ông sư nào mà giỏi hơn ông Phật làm cho quý vị siêu thoát được, về được Niết Bàn, hay là về cho thân nhân quý vị mà chết rồi về được Niết Bàn, bất chấp là cái người đó lúc sống tạo nên cái nghiệp bất thiện, thì đúng là vô minh. Phật không làm được thì không ai hơn ông Phật. Mà Phật đó, Phật không giải nghiệp chúng sanh được. Ở trong Kinh Pháp Cú Phật nói rõ, tự các ngươi làm các ngươi ô nhiễm, tự các ngươi làm các ngươi thanh tịnh. Chính chúng ta vì mù năm căn cho nên chạy theo cảm giác, thì chính chúng ta phải nhận biết để phát sinh ra cái tuệ, đừng chạy theo cảm giác. Hành xử là con người trước cái đã, khoan nói chuyện lớn, khoan nói chuyện chứng thánh, sống có cha có mẹ có vợ có chồng có anh chị em, đối xử làm sao cho nó đúng, trong đó không tham không sân không si. Đó là cái bước đầu. Bước đó mà chưa làm được thì khoan khoan nói chuyện lớn lao.